đây thì đường cũng ngập súng nha các bạn. Mình đi ngang thì cà phê xe cũng càng dài đang gấp rất mẻ. Bỏ lên mà đặt cà phê các bạn. Xíu lên tới ngập súng. Xe cuốc này đang luồn vô cái chân bắp trà luôn các bạn. Bỏ lên bờ kè nha. Đó là bờ kè cái đống trà đó các bạn. Xong rồi các bạn, rồi về sáng giờ múc chơi mà bỏ nhiều lắm rồi. Ồ, cái phà bên đó chắc vô nước lắm các bạn. Giờ nghiêng rồi. Phước có lục bình nè, không thấy.
rồi nha. Mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi, các bạn nhìn video tiếp theo nha.